Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa chỉ đạo Ban Thanh tra, Bộ chủ trì xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các địa phương thanh tra toàn diện đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ hay còn gọi là chung cư mini. Theo đó sẽ tiến hành thanh tra tại một số địa phương tập trung nhiều công trình nhà ở riêng lẻ, nhà cao tầng, cơ sở lưu trú và các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ tại các khu công nghiệp có mật độ người cao ở như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Đối với các tỉnh, thành phố còn lại, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng trực thuộc tiến hành thanh tra theo đề cương hướng dẫn của Thanh tra Bộ và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng trong tháng 12 năm 2023 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.